Bí mật nhỏ, lương cao to, khám vào một miếng món đầy nhất như rau nho. 20 tuổi là sẽ còn bị trong bỏ. Em là một thứ hồi nhỏ mà em không cho. Em thích playboy sao mong cho em còn thọ. Up in the club như là ba em không có. Thật ra là có nhưng mà không cùng dòng họ. Và anh không muốn nói là em thuộc dạng đào mỏ. Nhưng em chưa từng nói chuyện đúng mình là em không có. Bí mật nhỏ này không vòng vo. Chỉ là người phụ nữ khi đã trải qua sóng gió. Em thích anh nghệ sĩ à? That's cool, hình như có nghe bài bài rồi. Giả ngu, em sợ phải ly rượu lại khiến mình hoa.